Các bạn, trên tay mình đây là một chiếc ốp lưng silicon cover kèm theo bút S Pen dành cho chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. Ở đây trên tay mình có một chiếc S21 Ultra. Như các bạn biết thì thế hệ của Galaxy S21 năm nay thì có phiên bản S21 Ultra sẽ sử dụng được với bút S Pen. Thì do đó thì Samsung đã sản xuất một cái mẫu ốp lưng đi kèm theo một chiếc bút S Pen. Và với cái mẫu ốp lưng này thì chúng ta có thể đựng luôn cái mẫu bút S Pen này vào trong cái đút luôn cái bút S Pen này vào trong cái phần của ốp lưng này. Tuy nhiên thì khi đó thì cái ốp lưng thì nó sẽ có cái cảm giác nó to hơn một chút so với thân máy. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu ốp lưng silicon cover with S Pen cho Samsung Galaxy S21 và S21 Ultra. Cái mẫu này thì được sản xuất bởi Samsung, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và đây là tem của sản phẩm, có đầy đủ tem nhập khẩu của Samsung cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Thì sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam, Made Việt Nam và đang được bán tại phụ kiện Samsung. Thì các bạn để mua sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào website phụkiệnsamsung.com. Chúng tôi có đầy đủ những cái mẫu ốp lưng bao da cho Samsung Galaxy S21, S21 Ultra và S21 Plus. Toàn bộ những cái mẫu ốp lưng cũng như là đồ chơi phụ kiện của Samsung thì chúng tôi đều cập nhật rất là đầy đủ. Ok, quay trở lại chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu ốp lưng silicon cover with S Pen cho chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra này. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm này ra. Ở đây thì mình đã mở hộp sẵn ra rồi. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một chiếc ốp lưng silicon cover, ở đây là sản phẩm màu đen, cùng với một chiếc bút S Pen. Mình sẽ mở cái bút S Pen này ra. Rồi, vào hộp đi. Ngoài ra thì ở trong cái mẫu ốp lưng này thì đi kèm theo nó còn có một bộ ngòi bút. Một bộ ngòi bút và cái dụng cụ để thay thế. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây là bộ ngòi bút. Mình sẽ mở ra xem luôn. Ở trong cái bộ ngòi này thì nó sẽ có mấy cái ngòi. Ở đây mình có thể nhìn thấy luôn. Ở trong cái bộ ngòi này thì nó sẽ có hai cái ngòi bút đi kèm các bạn nhé. Một cái ngòi bút màu đen và một cái ngòi bút màu trắng. Cộng với một cái ngòi bút sẵn ở trên cái bút này. Thì chúng ta sẽ có ba cái ngòi bút. Ok. Ngoài ra thì sau cái sản phẩm này thì còn có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Bạn nào chịu khó thì chúng ta có thể ngồi đọc. Ok, đây là sản phẩm chính của chúng ta, chiếc ốp lưng silicon cover cho Samsung Galaxy S21 Ultra. Điểm đặc biệt của cái mẫu ốp lưng silicon cover này đấy là cái khả năng lau chùi của nó rất là tốt. Kể cả bạn sử dụng bút bi, bạn vẽ lên đây, bạn có thể lau một cách rất là đơn giản. Và một cái nữa đấy là mặt bề ngoài của cái mẫu ốp lưng này thì được phủ một lớp dạng nhung, thì cho cảm giác cầm rất là thích. Và khi các bạn đổ nước hay là chúng ta viết vẽ lên trên cái mẫu ốp lưng này, chúng ta lau chùi rất là đơn giản. Đấy là cái ưu điểm của cái mẫu ốp lưng silicon cover này. Tuy nhiên thì nó cũng hơi bám bụi một chút. Thì các bạn trong quá trình sử dụng thì các bạn có thể lau thường xuyên, vì là cái mẫu ốp lưng này chúng ta lau rất là dễ dàng. Một điểm thứ hai nữa của cái mẫu ốp lưng này đó chính là cái phần camera, nó sẽ bo che kín toàn bộ phần camera của cái điện thoại Samsung Galaxy S21 Ultra này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Phím bấm của nó thì cái phần cạnh viền, cái phần phím bấm thì được thiết kế bằng chất liệu silicon cho cảm giác bấm rất là thật tay. Còn cái đây là cái phần đựng bút, phần đựng bút ở bên ngoài. Phần đựng bút ở bên ngoài thì đây các bạn có thể nhìn thấy, phần đựng bút ở bên ngoài thì nó có một cái phần
để chúng ta có thể lấy bút ra một cách dễ dàng ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp thử chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra này vào cái mẫu ốp lưng silicon cover. Cái thao tác lắp thì khá là đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Và sau khi lắp xong, chúng ta sẽ cùng đặt luôn cái bút này vào đây. Đó. Đây, các bạn có thể thấy thao tác lấy bút ra hoặc là đặt bút vào thì rất là dễ và rất là chắc chắn. Các bạn có thể nghe thấy cái tiếng mà khi mà chúng ta đặt bút vào được. Rồi cảm giác như là có một cái lẫy để nó giữ. Tuy nhiên thì cái này nó giữ bằng silicon thôi, nhưng mà rất là chắc chắn. Và bình thường thì rất là khó để mà rơi khi mà chúng ta đặt cái bút này vào trong cái ốp lưng này, trừ khi là chúng ta dùng tác dụng một lực mạnh chúng ta cậy nó ra thôi, chứ còn bình thường thì rất khó để nó rơi. Đó, các bạn có thể thấy. Đây là chi tiết cái mẫu ốp lưng silicon cover kèm bút S-Pen sau khi chúng ta đã lắp bút S-Pen vào đây. Trông nó cũng khá là đẹp, tuy nhiên thì cái bề ngang của nó sẽ to hơn một chút, bởi vì chúng ta sẽ có một phần để đựng cái bút S-Pen này, cho nên cái bề ngang của nó sẽ to hơn một chút. Thì cảm giác cầm thì với những người tay bé thì cầm cái ốp lưng này thì nó hơi to khi mà chúng ta sử dụng một tay. Ở đây thì tay mình thì cũng không to lắm, thì tuy nhiên là khi sử dụng đây, các bạn nhìn thấy, nếu mà sử dụng bằng một tay thì nó cũng gặp một chút khó khăn khi mà các bạn sẽ phải với lên những cái ứng dụng ở bên trên cùng. Bởi vì là ở cái ốp lưng này nó sẽ có nguyên một cái phần này để nó chúng ta đựng bút rồi. Ok, với cái mẫu ốp lưng này silicon cover này thì nó cho khả năng chống sốc cực tốt, bởi vì chất liệu của nó là từ silicon. Bởi vậy cho nên là khi mà chúng ta trong quá trình va sử dụng mà còn không may va đập thì nó khả năng đàn hồi của nó rất là tốt, nó bảo vệ rất là tốt. Đây là mặt sau thì nó bảo vệ toàn bộ phần kính cam rồi. Năm nay Samsung thiết kế ốp lưng bao da thì toàn bộ đều được bảo vệ những phần kính cam của máy rất là chắc chắn. Đây là các góc cạnh, đây là góc cạnh được bút. Phím bấm thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng ốp lưng của Samsung, thì phím bấm nó thao tác rất là chắc chắn, rất là dễ thao tác. Cảm giác bấm rất là thích. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cái chiếc bút S Pen này. Thực ra cái bút S Pen của chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra này nó cũng không có gì khác biệt so với bút S Pen của dòng Note. Nó vẫn có những cái tính năng ví dụ như là không chạm. Đây, bạn có thể tạo ghi chú nhanh ở trên màn hình một cách đơn giản, tạo những cái biểu tượng tin nhắn động. Đối với những bạn mà muốn sử dụng dòng S nhưng mà lại muốn sử dụng thêm cái bút S Pen thì chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra thì chính là một sự lựa chọn không tồi. Ok, cái bút S Pen của S21 Ultra này thì nó về phần tính năng thì nó sẽ không được nhiều tính năng như là bút S Pen của dòng Note. Vì dòng Note thì khi mà sử dụng thì nó sẽ kết nối trực tiếp với điện thoại Note của các bạn qua kết nối Bluetooth. Tuy nhiên thì với chiếc bút S Pen của Galaxy S21 Ultra này thì nó chỉ có những cái thao tác không chạm và những cái thao tác viết vẽ ghi chú thông thường, giống như là những cái dòng của Note 9 trước đây thì nó cũng có đầy đủ những cái tính năng như vậy. Dành cho những bạn mà hay phải ghi chú họp hành thì rất là tiện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm một số loại bút khác cũng của Samsung, ví dụ như là chiếc bút S Pen này thì cho cảm giác cầm nó to hơn, bởi vì là nó giống với cái bút thực tế hơn. Đấy, bạn sử dụng được bình thường. Lưu ý là S21 Ultra chỉ sử dụng được với bút S Pen của Samsung. Tất cả các loại bút S Pen của Samsung thì nó đều có thể sử dụng được, ví dụ như là bút S Pen của Note 10 đây cũng có thể sử dụng được hoàn toàn. Và nó chỉ sử dụng được bút S Pen của Samsung, dòng Note và bút S Pen dành riêng cho S21 Ultra này cũng vậy.
Nó sử dụng chung một công nghệ và không sử dụng được những bút của hãng khác. Ok, vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về những cái tính năng của bút S Pen trên chiếc ốp silicon cover kèm bút S Pen và mẫu ốp lưng silicon cover kèm bút S Pen cho chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể truy cập ngay vào website phụ kiện samsung.com. Đầy đủ những mẫu ốp lưng, bao da và toàn bộ phụ kiện đồ chơi của Samsung Galaxy S21 Ultra cũng như là những mẫu khác. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của phụ kiện Samsung để cập nhật thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Kiểu